Chào các bạn nhé. Sau đây mình lại làm một cái video hướng dẫn cách format USB hoặc thẻ nhớ, hay nói cách khác là định dạng USB hoặc thẻ nhớ khi mắc lỗi Zurich EY Protected, có nghĩa là thẻ nhớ hoặc là USB đã bị bảo vệ. Để sử dụng được format định dạng thẻ nhớ USB thì mình thấy là có cái phần mềm SD Card Formatter này là sử dụng hiệu quả nhất. Trên mạng nói đến một phần mềm nữa là phần mềm HP HP Formatter. Phần mềm HP đấy thì là nó dùng chuyên cho USB, còn phần mềm SD Card Formatter này thì chuyên cho dùng thẻ nhớ, nhưng mà trên thực tế là format được cả thẻ nhớ. Bởi vì thực tế là về nguyên lý của nó là gần tương đương nhau giữa thẻ nhớ và USB. Đó, gần tương đương thôi nhé, chứ không phải là giống nhau y đúc đâu. Đấy. Còn về Discard thì mình đã làm cái video trước đó, mình vừa làm xong. Discard đấy thì là nó dùng để hỗ trợ format. Phần mềm Dispatch là chính xác là nó để xóa đi các thuộc tính của USB hoặc thẻ nhớ, ví dụ như là dùng để bảo vệ chẳng hạn, hoặc là chỉ đọc, vân vân, nhiều cái. Đây là mình làm xong, ngữ kể cả về Dispatch hoặc là SD Card Formatter là mình đều làm xong ngữ. Đấy. Xong ngữ này là mình dùng Google dịch nhé mọi người nhé, chứ không phải là tự mình dịch ra được đâu. Mình có hiểu chút về tiếng Anh chứ không phải là không hiểu, nhưng mà để mà dịch được 100% là mình cũng không thể dịch được. Đây là về phần Dispatch. Bây giờ mình sẽ làm cái video về phần SD Card Formatter. Đầu tiên này, mọi người tải SD Card Formatter, sau đó cài đặt SD Card Formatter giải nén. Để mà cài đặt được thì mọi người giải nén ra này. Ông cài đặt SD Card Formatter theo chỉ dẫn. Sau khi cài đặt thành công thì mọi người khởi chạy SD Card Formatter. Bắt đầu mình thao tác bắt đầu từ mục 3 đi. Còn mục 1, mục 2 mình làm xong hết rồi. Đây. Nó đây. Yes. Đây nha. Select card là bấm mũi tên đi xuống để chọn ổ USB hoặc thẻ nhớ. Đây. Đấy, đây là chọn này. Ở đây thì nó chỉ có hiện thẻ nhớ hoặc là USB thôi, nó không hiện ổ cứng như kiểu phần Dispatch kia. Và một điều nữa đấy là phần mềm SD Card Formatter này nó sẽ định dạng gần như là 100%.
so với Deepak. So với Deepak, Deepak này nó chỉ thực hiện được khoảng độ 70% thôi. Đấy, nhưng còn ví dụ như nó xóa hết các thuộc tính của USB chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà USB nó tạo ra một cái ổ ạc ở trên này là mình đây cái ổ USB này, ổ G và ổ I này, thì có một ổ là tạo ra một cái ổ ảo chỉ có mấy mê thôi. Trên thực tế là cái ổ này những tận 16 GB nhưng mà nó lại chỉ có mấy mê thôi. Đấy. Thì trong trường hợp này thì mọi người sử dụng phần mềm SD Card Formatter là hiệu quả nhất, nó sẽ format toàn bộ 100% luôn. Đây. Ví dụ như ổ Y chẳng hạn, ổ HP đi. Sau khi mọi người chọn này, đấy. Chọn xong mọi người bấm format. Mọi người nhớ này, sau khi bấm formatting tất cả các dữ liệu trên thẻ nhớ sẽ bị xóa hết. Nếu mọi người bấm S là sẽ mất hết. Mình sẽ bấm S. Đây, sau khi nó format xong mình bấm OK. Cái mục này là cái mục chỉ gọi là đặt tên thôi nhé, đặt chế tên cho cái ổ ấy thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Nó tóm lại phần mềm này thì nó dùng đơn giản hơn so với phần mềm so với câu lệnh của Deepak này. Câu lệnh của Deepak này là gõ nhì nhằng hơn và hiệu quả đạt được nó chỉ được khoảng độ 70%, còn cái này thì gần như là 100%. Còn một cái nữa gọi là Revictor, nhưng mà không phải máy nào nó cũng có cái câu lệnh đấy, nên là mình không làm, máy mình không làm được, nên là mình không làm video về cái đấy. Video của mình là có phần văn bản này, đánh cũng là song ngữ nhé, cũng qua phần mềm Google dịch để dịch ra thôi. Mọi người xem nếu mà hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. Và một điều nữa là mọi người hãy cho một cái bình luận bên dưới để đánh giá và mình tham khảo và sẽ đúc rút kinh nghiệm cho những cái video tiếp theo được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các bạn một lần nhé.
bà cứ đóng cửa vào. Xếp sẽ tải. Đây là mình đã tải rồi này. Đấy, nếu mà mọi người bấm OK là sẽ tải. Sau khi tải xong rồi mọi người sẽ đài nén. Đây. Mình tải xong rồi đây. Mình đài nén. Sau khi mọi người đã nén xong thì mọi người cho chạy nháy đúp vào. Làm theo hướng dẫn này. Đây, mình cài rồi này. Bây giờ nếu như mà bấm Repair Next lần nữa là nó sẽ thay thế. Mọi người Next tiếp là nó sẽ cài đặt. Sau khi cài đặt xong, mọi người mở ra này. Bấm format này. Bấm yes. Mọi người nhớ là khi mọi người đã yes rồi là tất cả các dữ liệu trên cái thẻ nhớ này sẽ mất hết nhé. OK. Xong rồi, thẻ nhớ là thành thẻ trắng rồi. Đó. Vừa nãy mình có cái video đấy, bây giờ mất rồi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhớ bình luận, đánh giá cho mình để mình xem và mình tham khảo và đúc rút lại cho các video tiếp theo được hiệu quả và hay hơn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ để lại đường link tải cái phần mềm SD Card Formatter này cho các bạn bên dưới video trên YouTube.